Ở đây chúng ta đang đang định vị chúng ta là leader đúng không? Chúng ta là leader, chúng ta đã là những nhà đầu tư đúng không? Là những nhà đầu tư thiên thần của Mayland đúng không? Chúng ta đã bỏ tiền ra để chúng ta đầu tư vào cái giai đoạn mà công ty còn chưa có lên sàn như thế này. Thì chúng ta cần phải biết là chúng ta phải có một cái năng lực. Không dễ gì mà các anh chị tự dưng các anh chị đầu tư. Đấy, năng lực trong vấn đề là gì ạ? Phân tích một cơ hội. Đấy, năng lực trong vấn đề là gì ạ? Đánh giá một cái dự án. Hay năng lực trong một cái vấn đề là gì ạ? Vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Chắc chắn là anh chị đi đi chia sẻ, khi anh chị đi phát triển, anh chị đi chia sẻ Mayland, có thể là không phải vì tiền, vì mấy cái đồng hoa hồng hay là vì cái gì đó anh chị chia sẻ, nhưng mà người ta vẫn cứ nói rằng là ui rồi ôi nó đa cấp đấy, với lại mô hình này chưa được nhà nước cho phép, rồi nó rất rủi ro, rồi nếu có tiền thì sao không lên sàn chứng khoán mà mua. Nhưng mà họ lại không dạy mình cách mua, họ không dạy mình cách mua đáy bán đỉnh như thế nào đấy, mà là họ lại dạy mình là gì ạ? Họ bảo mình mua nhưng họ lại chỉ toàn xui mình mua những lúc mà chứng khoán nó đang ở đỉnh đấy, nhưng mà đến khi là ở đến khi mà nó xuống họ không có nói gì hết. Thế bắt đầu là họ quay sang họ bảo thì tao cứ bảo vậy, còn phân tích cái không ở như mày đấy đúng không? Thế cho nên là ở cái cách mà chúng ta tiếp nhận những cái thông tin tiêu cực thì cũng là một trong những cái năng lực, anh chị hình dung đúng không ạ? Và khi hàng ngày chúng ta có những cái gì ạ, có cái thông tin nó vào trong đầu chúng ta rất nhiều, có những thông tin tốt, có những cái thông tin tiêu cực, có những cái thông tin tích cực đúng không ạ, có những lời hay ý đẹp, có những cái lời xấu xa đấy, có những lời gì ạ, này kia, có những lời tục tĩu. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải có một cái bộ não chúng ta sàng lọc đấy, sàng lọc xem là những cái thông tin đó nó có lợi cho chúng ta hay không, và nếu như nó không có lợi thì như thế nào. Mayland hiện tại của chúng ta thì có khá là nhiều các cái thông tin tích cực, thì như em cũng chia sẻ với tất cả các anh chị mà trong gần đây nhất có hai cái buổi Super OPP mà có tổ chức tại Vinh và tổ chức tại Biên Hòa. Thì em Tùng có chia sẻ về một cái chủ đề liên quan đến cái thị trường PropTech toàn cầu. PropTech có nghĩa là gì ạ? Tên là gì? Là ứng dụng các cái công nghệ trong bất động sản. Đấy thì người ta gọi là PropTech. Thì hiện tại ở Việt Nam mình có sơ sơ tầm khoảng hơn chục cái doanh nghiệp PropTech, là những cái doanh nghiệp lớn nhé, là những cái doanh nghiệp mà được đầu tư tối thiểu từ 1 triệu đô trở lên. Ví dụ, đấy, một thằng thấp nhất trong cái danh sách đó là gì? 1 triệu đô, và thằng lớn nhất là 37 triệu đô. Nhưng là gì ạ? Đến hơn 90% là gì? Là các cái doanh nghiệp đó được đầu tư bởi các cái nhà đầu tư nước ngoài. Đấy, không phải nhà đầu tư Việt Nam. Thế mà lại cũng không phải là nhà đầu tư cá nhân. Thế thì nếu như bây giờ mà thực sự mà anh chị hiểu được tiềm năng của cái lĩnh vực PropTech, có nghĩa là ứng dụng công nghiệp trong bất động sản, vậy thì làm thế nào để anh chị có thể đầu tư vào những cái doanh nghiệp đó? Các anh chị thấy nhiều khi ngồi nghe trên Shark Tank có rất nhiều dự án hay, nhưng mà vấn đề là mình muốn đầu tư bây giờ mình làm thế nào? Họ nói rằng là gì? Họ chỉ đầu tư các nhà đầu tư thiên thần, rồi các quỹ, rồi các thế này thế kia, hoặc chỉ đầu tư từ những người nổi tiếng. Đấy, còn những người mà có 1-2 nghìn đô, 100-200 triệu, 1-2 tỷ đó. Thế thì nếu theo anh chị là chúng ta nhìn thấy tiềm năng trong lĩnh vực mà chia sẻ 10 cái doanh nghiệp thì có tới 10 cái gì ạ? Toàn quỹ nhà đầu tư nước ngoài. Các anh chị, những cái này các anh chị phải lưu ý. Đó là một trong những cái key để khi các anh chị lúc nào Tùng sẽ chia sẻ cho mọi người cái slide đó để mọi người thấy được rằng là gì. Vậy nếu như thị trường PropTech này nó thực sự là tiềm năng, vậy thì làm thế nào để chúng ta có cơ hội đấy, trở thành một phần trong cái đó. Thị trường bất động sản tại Việt Nam theo đánh giá từ năm 2020 cho tới 2030 nó sẽ tăng khoảng 6 lần. Đấy, hiện tại bây giờ là gì? Cái dung lượng của thị trường bất động sản Việt Nam nó rơi vào cỡ khoảng 200 tỷ đô, hơn 200 tỷ đô. Và dự kiến đến năm 2030 nó rơi vào cỡ khoảng 1.300 tỷ đô. 1.300 tỷ đô, cái có nghĩa là cái volume đấy, của thị trường đấy. Thế thì vậy thì bây giờ làm thế nào để từ nay cho tới 2030 trong cái 1.300 tỷ đô, anh chị biết là 1.300 tỷ đô nó cực kỳ lớn, thì chúng ta sẽ có được bao nhiêu phần trong cái số tiền đó? Bây giờ trong một cái thị trường bất động sản nó có nhiều những cái chuỗi giá trị. Thế thì bây giờ là gì? Có đầu tư, có mua bán, đúng không ạ? Có sở hữu, có thu xếp vốn, có quản lý bất động sản, rồi tất cả ABCXYZ. Đấy, có xây dựng. Thị trường bất động sản tăng trưởng, anh chị làm kinh doanh xây dựng vật liệu, anh chị cũng cũng lời, anh chị cũng kiếm rất là nhiều.
Đấy, rồi là gì? Đấy, thị trường bất động sản tăng trưởng, anh chị là nhà đầu tư anh chị cũng có lời, bởi vì tiền nó đổ được vào thị trường bất động sản nhiều. Tiền được đổ vào thị trường bất động sản nhiều, các anh chị mua một, các anh chị bán hai, thậm chí là có những người sẵn sàng bỏ tiền ra mua lại ba. Rồi các anh chị làm sàn môi giới bất động sản, thay vì là một tháng các anh chị bán được 10 cái bất động sản thì bây giờ là thị trường ấm, chị anh chị bán được 100 cái bất động sản. Các chị là những người là gì ạ? Làm quản lý. Đấy, là doanh nghiệp chủ đầu tư, các anh chị cũng có lợi. Vậy thì chúng ta cần phải nhìn lại một cái con số là gì, một cái bức tranh từ nay cho tới 2030. Đấy, bây giờ là 2022 đúng không? Chúng ta sẽ còn khoảng 8 năm nữa. 8 năm để chúng ta xem là chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong thị trường bất động sản này. Đấy, chúng ta phải nhìn vào cái việc đó. Nhưng còn bây giờ là chúng ta không thể đầu tư theo cái kiểu là thấy hàng xóm nó đi bất động sản đợt này nó phất lắm. Đấy, nhưng mà không biết được ông hàng xóm ông đang đu đỉnh. Trông bên ngoài thì có vẻ ngon lành cành đào, nhưng thực sự là đất đai nó còn đang đang bị đu đỉnh, còn đang không thanh khoản được. Thì chúng ta cần phải nhìn nhìn vào các cái yếu tố nó liên quan đến vấn đề về kinh tế vĩ mô một chút. Ví dụ như các cái chính sách đầu tư công tại Việt Nam hiện nay, đúng không? Chúng ta đang dành ra cỡ khoảng hàng trăm ngàn tỷ đồng để chúng ta đầu tư vào gì ạ? Vào vào hệ thống mạng lưới giao thông, ví dụ như thế. Đấy, các hệ thống mạng lưới cao tốc, ví dụ trong miền Nam thì có cái gì? Đấy, cao tốc Long Thành Dầu Dây, rồi cao tốc Trung Lương, ví dụ như thế, đúng không? Ở ngoài Bắc thì bây giờ là chúng ta ngoài cái việc là có mở rộng cái cao tốc quốc lộ 1, rồi cao tốc nối gì ạ? Pháp Vân Cầu Rẽ nối thẳng vào trong Ninh Bình. Đấy, rồi cao tốc nối từ đại lộ Thăng Long đi tận gì ạ? Sơn La, ví dụ như thế. Đấy, hay là gì ạ? Cao tốc Hải Phòng Quảng Ninh. Hải Phòng, đúng không? Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đấy, ví dụ như thế. Đôi khi chúng ta muốn tham gia vào trong lĩnh vực bất động sản, chúng ta phải tìm hiểu được về cái gì ạ? Về các cái chính sách vĩ mô đấy, của nhà nước là như thế. Đúng không? Hay là chúng ta quan tâm đến các cái bản tin tài chính hay là bản tin của gì ạ? Bộ Kế hoạch và Đầu tư chẳng hạn. Nói đến cái việc là năm nay vốn FDI được đổ mạnh vào đâu? Đấy, Bắc Giang trở thành một trong những cái tỉnh thành có chỉ số cạnh tranh tốt nhất của Việt Nam vào quý 3 năm 2022. Đấy, ví dụ như thế. Chỉ số cạnh tranh tốt thì đồng nghĩa việc là gì? Rất doanh nghiệp, nhiều nhiều doanh nghiệp họ làm sao ạ? À? Họ muốn đầu tư vào đó. Đấy, rồi vốn nước ngoài đổ 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 vào đó. Đấy, nước ngoài họ đầu tư, ví dụ anh chị thấy là cái câu chuyện là của Samsung hay của Apple, họ đầu tư vào các khu công nghiệp của cái gì? Của Bắc Ninh, của Bắc Giang. Đúng không? Đấy, nó kéo theo là sao ạ? Kéo theo nó tạo ra công ăn việc làm. Đấy, cho chính người dân ở đó. Thu hút rất nhiều công nhân. Và thu hút công nhân thì làm sao ạ? Thu hút các cái dịch vụ phát triển, kéo theo các cái gì ạ? Cơ sở hạ tầng cần phải để phục vụ cho hàng trăm ngàn công nhân ở khu vực đó. Vậy thì nếu như chúng ta biết được những cái điều đó, đúng không? Chúng ta biết được những điều đó, chúng ta biết được các tỉnh thành nào đang thu hút vốn đầu tư mạnh. Chúng ta đầu tư bất động sản ở đó thì các anh chị có lợi hay không? Hay năm nay lựa chọn Nghệ An, Thanh Hóa thì là năm của du lịch hay là gì đó, ví dụ như thế thôi. Hay là chúng ta quan tâm đến cái yếu tố về chính trị thì nó có rất nhiều những cái yếu tố mà tại sao chúng ta cần phải quan tâm nó xa hơn một chút. Nó không chỉ là cứ thấy là bạn bè đầu tư hay là người khác nói mình đầu tư là mình đầu tư, và đôi khi chúng ta nhìn một cái bức tranh dài như vậy. Để nhìn một cái bức tranh dài như thế để làm sao để chúng ta có những cái kế hoạch để chúng ta đầu tư cho cái thị trường về bất động sản. Thế thì đối với cái thị trường PropTech cũng vậy thôi. Chúng ta cũng cần phải biết là tại Việt Nam bây giờ đang có những cái thằng nào. Không phải là thằng nào nó cũng giống cái thằng nào. Nhiều người bảo ồ Mayland nó cũng giống như thằng khác, không phải. Nghe thì là sao ạ? Chúng ta có một cái trang website về bất động sản, cái trang listing về bất động sản nghe thì nó giống. Đấy, giống những thằng khác ấy. Thế nhưng mà thực ra thì đó không phải là cái sản phẩm gì ạ? Sản phẩm mang tính cạnh tranh và mang tính chiến lược của chúng ta. Nó là một cái sản phẩm buộc phải có. Đấy, bởi vì chúng ta đang làm hệ sinh thái, chúng ta cần phải có một cái chợ để cho mọi người làm sao ạ? Đưa các sản phẩm lên trên đó để mà niêm yết, để mà thông tin tới người có nhu cầu. Đấy, cái đó là chúng ta buộc phải có, nhưng đó không phải là sản phẩm cạnh tranh hay sản phẩm chiến lược của Mayland để làm sao ạ? Chúng ta cạnh tranh với các cái đối thủ khác đâu. Sản phẩm của chúng ta nó nằm ở các cái sản phẩm khác, ví dụ Maymap hay ví dụ như MayCRM. Thế cho nên là hôm nay thì nó không phải là một cái buổi OPP, thành ra là sẽ không có thể thời gian đi sâu vào cho anh chị về tất cả các cái sản phẩm của Mayland đâu, thì có sẽ có một cái buổi khác đúng không ạ? Thông thường là chúng ta có các cái buổi OPP đấy, của Ban Chiến lược Phát triển Thị trường vào thứ ba và thứ bảy rồi thì chúng ta được rõ. Ngoài ra thì hàng ngày chúng ta có các cái buổi Zoom online hoặc là chia sẻ trực tiếp tại các thị trường
chia sẻ trực tiếp tại các thị trường, các văn phòng, về công ty, về hệ sinh thái. Và sắp tới đây thì chúng ta sẽ thấy được cái sức mạnh của Mayland nó như thế nào. Hôm nay thì có một cậu bạn làm trong lĩnh vực về tài chính thì cũng quen em Tùng cách đây mấy năm. Đấy, thì mấy năm vừa rồi thì cứ mải mê đi chơi coin rồi chơi các thể loại. Thế nhưng mà tối nay tự dưng nhắn tin bảo anh Tùng ơi, em thấy Mayland giờ mới là hay anh ạ. Em đang có mấy nhóm nhà đầu tư đang quan tâm. Thế bảo thôi giờ anh đang bận lắm, lúc khác nói chuyện. Đấy. Thế anh chị thấy không ạ? Bởi vì là ví dụ như là chia sẻ cho họ. Đấy, nhưng mà có khi là sao? Họ còn đang mải mê chạy theo những cái thứ gì ạ? Đấy, phù phiếm xa hoa ví dụ thế. Đấy, họ chưa biết đâu là chân ái. Nhưng mà đến bây giờ thì bắt đầu là sao ạ? Nhận ra được cái giá trị của Mayland như thế nào. Bởi vì là sao? Họ đã phải chấp nhận đánh đổi trả giá vào những cái thứ mà gì ạ? Họ nghĩ rằng là gì? Họ có thể kiếm được tiền nhanh. Đấy, bởi vì trong thị trường coin thì các anh chị biết bây giờ coin thì có 19.000 đô. Đúng không ạ? Lên đỉnh điểm vừa rồi là gần 70.000 đô, 69.000. Bây giờ còn có 19.000. Đấy, mất 50.000. Đấy thì các anh chị thấy là gì? Nếu như mà chúng ta không có kiến thức thì chúng ta sẽ như thế nào? Ok.